Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn thông tin các mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng Việt Tuấn Auto. Địa chỉ đơn vị là số 562 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Mở đầu đây thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn nhanh về chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2.7VX sản xuất năm 2020, có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu đen. Với những đường nét tổng quan sơ qua ngoại thất của chiếc xe thì em sẽ quay qua một vòng cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc với cái tầm giá là khoảng 2 tỷ 120 triệu. Giá thì em vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Và sang bên cạnh đây thì em sẽ có một chiếc xe với khối động cơ xăng lai điện Hybrid, chiếc Toyota Sienna phiên bản Platinum phục vụ gia đình với không gian ngồi rộng rãi, với đầy đủ tiện nghi tính năng option, tiện nghi mang lại cho chiếc xe. Và hiện trạng của chiếc xe thì nó vẫn còn rất mới, đáng để anh chị và các bạn cân nhắc trong cái tầm giá khoảng dưới 3 tỷ 9. Chiếc xe Toyota Sienna phiên bản Platinum sử dụng động cơ Hybrid sản xuất năm 2020, máy là máy 2.5, chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá dưới 3 tỷ 9. Chi tiết cụ thể anh chị và các bạn cần thông tin hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Và sang bên cạnh đây thì anh chị và các bạn có thể nhìn thấy qua thì em có một chiếc xe nhỏ gọn 5 chỗ di chuyển trong phố linh hoạt, và cái tầm tiền của nó cũng rất hợp lý, 1 tỷ 660 triệu. Giá này thì em còn thương lượng, trang bị vô vàn tính năng công nghệ an toàn, cảm biến trước sau, rồi là cam 360, cảnh báo lệch làn, cũng như là đầy đủ những cái tính năng làm mát ghế, sấy ghế, option của nó kể ra thì rất là nhiều. Vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Với thời gian vay, lãi suất, chi tiết cụ thể hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin cụ thể cho anh chị và các bạn. Và sang bên cạnh đây thì anh chị và các bạn có thể nhìn thấy qua thì em có chiếc Lexus UX350 sản xuất năm 2014, ngoại thất trắng, nội thất đen. Với cái tầm giá của chiếc xe này bây giờ để trải nghiệm thì nó chỉ rơi vào khoảng dưới 1 tỷ 450 triệu thôi. Xe mọi chi tiết nó vẫn còn hoàn hảo, đẹp từ những cái phần ngoại thất đến nội thất bên trong. Cần video cụ thể chi tiết thì các bác hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin cụ thể cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc nhé. Tiếp tới đây thì anh chị và các bạn có thể nhìn thấy qua thì em lại có một chiếc xe Lexus LS460N, xe sản xuất năm 2015, đăng ký lần đầu 2016, tên tư nhân, biển Hà Nội, với tính năng option dành cho một dòng xe cao cấp phục vụ các ông chủ, không gian ngồi rộng rãi, thoải mái với đầy đủ tiện nghi tính năng. Tầm giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ khoảng hơn 2 tỷ thôi. Chi tiết cụ thể thông tin như nào, các bác hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo và cân nhắc nhé. Tiếp tới đây thì anh chị và các bạn có thể nhìn sang bên cạnh đây. Thì em có một chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado phiên bản TXR sản xuất là 2015. Xe hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái tầm giá chỉ vào khoảng dưới 1 tỷ 150 triệu thôi. 7 chỗ với cái khả năng vận hành việt dã trên mọi cung đường một cách dễ dàng. Đây thường gọi là vua địa hình đấy ạ. Với khả năng vượt địa hình của chiếc xe cực kỳ tốt. Tính năng option chi tiết cụ thể anh chị và các bạn hãy liên hệ em. Sang ngoài kia thì em có một chiếc xe Jeep Wrangler Rubicon. Anh chị và các bạn có nhu cầu hãy liên hệ em để em gửi thông tin cụ thể chi tiết cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Tiếp tới đây thì em sẽ có một chiếc xe Toyota Land Cruiser phiên bản VX V4.6 V8 sản xuất năm 2014. Trước đây thì em có một chiếc 2011 thì chiếc đó em đã bán rồi. Chiếc xe 2014 này thì em đang chào cho anh chị và các bạn với cái giá là 1 tỷ 750 triệu. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên, di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn. Đấy. Một chiếc xe rất là đẹp, với cái khả năng vượt địa hình của chiếc xe rất tốt, cảm giác lái tốt, đầm chắc, khung cầm chắc chắn. Với máy 2.7 thì em có một chiếc xe bình dân giá rẻ Toyota Fortuner phiên bản 2.7V một cầu sản xuất 2019,
xe nhập Indo và đang được chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá là dưới 780 triệu. Bên trong này thì em có hai chiếc để anh chị và các bạn có thể cân nhắc về tầm tiền. Đều là hai chiếc Honda CR-V phiên bản N cao cấp. Một chiếc sản xuất 2019 là chiếc màu đen này. Còn chiếc bên cạnh là màu xanh rêu 2018. Với chiếc màu đen này thì em đang chào bán cho anh chị và các bạn dưới 800. Còn chiếc màu rêu này thì hiện tại em đang chào cho anh chị và các bạn với cái mức giá là dưới 740 triệu. Thông tin cụ thể hãy liên hệ em. Và sang bên cạnh đây thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua thì em có một chiếc xe Hyundai Santa Fe. Chiếc xe này cũng mới về cửa hàng thôi. Chiếc xe này sử dụng khối động cơ máy xăng 2.4 sản xuất năm 2019. Tầm giá của chiếc xe bây giờ đang chào cho anh chị và các bạn chỉ với dưới 790 triệu thôi. Đầy đủ tính năng option, ghế da hai màu. Sang bên cạnh đây thì anh chị và các bạn thì có thể thấy qua đây là một chiếc Land Rover, Range Rover Velar. Một chiếc xe với những nhiều tính năng tiện nghi và kiểu dáng hiện đại, bắt mắt, ưa nhìn. Tầm giá của chiếc xe này thì em đương chào cho anh chị và các bạn với cái giá nó rất hợp lý. Chỉ khoảng hơn 2 tỷ 9 tí thôi. Và bên cạnh đây thì em có một chiếc Peugeot 5008 phiên bản Allure, phiên bản máy 1.6 số tự động. Sản xuất năm 2022 và đang chào bán cho anh chị và các bạn với cái tầm giá là dưới 950 triệu thôi. Xuống bên dưới đây thì anh chị và các bạn có thể thấy qua thì em có một chiếc xe thương hiệu hạng sang của Lexus. Lexus LX570 phiên bản Super Sport. Sản xuất năm 2019, ngoại thất đen, nội thất ghế da màu đỏ đun. Hiện đang được đơn vị chào bán với cái mức giá là 6 tỷ 350 triệu. Xe lăn bánh quãng đường 55.000 km và vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua tất cả các mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng tại Việt Tuấn Auto. Anh chị và các bạn yêu thích chiếc xe nào trên đây thì hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ cung cấp đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn yêu cầu, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin rõ ràng. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.